Quay sơ sơ cả nhà xem chùm này. Này, cái chuồng nè. Trời, nó chạy ra. Cả nhà ơi, xin chào ngày mới cả nhà. Hiền với anh Chris với bé Út chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Hôm nay thì Hiền xuống thăm mấy cây ổi. Và Hiền thấy có nhiều trái chín lắm nè ta. Đây nè, mấy cái trái này cả nhà thấy không? Đỏ chín rồi đó. Ở dưới đây chùm chùm là cũng có mấy trái chín kìa. Trời ơi, bự quá trời luôn kìa. Đã sợ chưa? Đây, Hiền sẽ dẫn cả nhà đi xem nè. Trời ơi, hôm nay nó cũng chín được mớ đây. Trái trên đó nữa cả nhà thấy không? Đó, mấy trái bên đây nữa nè. Ôi quá trời nè. Đã gì trời. Hôm nay chuẩn bị hái tiếp hết cả nhà. Mà hái hôm nay chắc cũng mớ rồi ta ơi. Đây nè cả nhà thấy không? Đây là chín rõ ràng luôn nè. Đó, bắt đầu mở bịch ra. Đây cả nhà ơi, bây giờ Hiền mời cả nhà chuẩn bị đi mở mấy cái bịch nha. Ui, Vân ơi, hãy mở ra. Mấy bữa đi thu hoạch mà không có em éo quật đó cả nhà. Nó yên lặng vậy sao? Trời ơi. Ôi nó ngon. Ôi trời đất ơi nó ngon nè. Ngon dễ sợ luôn. Cái này là ăn ngon bá cháy mùi chét luôn nè. Thư giãn. Mặc dù là làm việc để cho nó ra trái là cực lắm nghe, nhưng mà sướng đâu, cực lắm luôn á. Nhưng mà mỗi khi mà được thu hoạch cái là bà Hiền mà hí hửng. Quên đi những cái cực nhọc. Úi cha, trời đất ơi một chùm. Trời ơi, cái còn đậu cái gì nữa cả nhà ơi ha. Trồng trọt này chỉ mong nhiêu đây thôi, chưa gì mà thấy được nhiêu đây rồi nè. Ây ây. Ui chà, đây mấy trái này ngon nè. Ôi ôi, mấy trái này bảo đảm ngon bá cháy mùi chén luôn cả nhà. Nhìn nè. Trời ơi nó chín. Hôm nay sẽ chỉ hái ổi thôi. Quá trời nhiều nè. Đây nữa nè. Mấy cái bịch này rất tiện luôn cả nhà. Ai mà ở Úc đó, muốn mua thì lên eBay mua nha cả nhà. Nhà thấy không? Tiện dễ sợ tiện. Nhìn vô là thấy độ chín trơn, khỏi cần phải. Ôi đây nè. Trời ơi nó bự. Ôi trời ơi, mé ơi nó bự mà nó phủ tay thì mở ra cho cả nhà xem nha. Ồ wow, hoàn hảo luôn. Hảo. Trời đất ơi nó chín. Ôi nó bự quá cả nhà ơi, hôm nay toàn trái bự không vậy trời. Cả nhà ơi, trước tiên thì Hiền mời cả nhà cắt luôn nhánh này ha. Tại vì nhánh này Hiền cũng không muốn chừa nữa cả nhà. Nhánh này nó ở dưới thấp quá cả nhà, mà được cái hai trái quá trời to này trời. Ôi nhánh này dưới thấp mà hai trái cạnh luôn á. Ấy rồi. Xuống rồi cả nhà, xuống rồi. Ấy trời ơi, nhìn này cả nhà. Trời ơi, hai trái quá trời. Ngon. Mà cũng to to nữa. Không phải là hai trái to nhất trong cây ổi nhà Hiền, nhưng mà cũng là xay tốt như cả nhà. Bây giờ là cái khâu hái. Xin mời cả nhà hái chung với Hiền. Trời ơi, cái khâu đã tay đây cả nhà ơi. Đây, trời ơi, chín quá trời luôn nè. Ui, đã quá. Bỏ xuống đây cả nhà ha. Đó, ba trái. Mời cả nhà đếm tiếp chung với Hiền nha. Hôm nay là khẩm á, trái to không á trời. Hôm nay là một cái đợt. Ủa coi cái trái nó to nè cả nhà. Trái này chắc cũng cỡ 300 mấy gram mà nha. 350 gram à. Đó, 4 trái. Ui 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 ui, đừng rớt. Quay sơ sơ cả nhà xem chùm nè. Trời ơi nó sai trái nhưng mà sai thấy tội luôn trời. Hay nè. Ôi ôi. Sai gì mà sai như kiểu là thi nhau. Hoa thi nhau luôn nữa. Ôi trời ơi, xuống quá. Ui dạ. Hái hổng ra. Cái này to luôn nha cả nhà. Đó. Mấy trái rồi? 5 trái ha cả nhà ha. Đây. 6. Ui trái này còn hơi xanh nha cả nhà. Trái nào xanh thì để lại. 7. 8. 8 trái ha. Này chắc Hiền để quá. Tại vì Hiền biết nó còn chín được nữa, ngon hơn. Đây thêm mấy em này đã tay luôn nè cả nhà ơi. Trời, chín trái to nè. Ui nó chín nè. Đã quá đi. Bên đây là Hiền được mấy trái quá trời to luôn nè cả nhà. Để Hiền mời cả nhà qua hái nha. Ủa cái trái này thuộc dạng một trong những trái to, cực kỳ to luôn nè. 10 ha cả nhà ha. 10 trái. Ủa, to quá trời luôn. 10 trái trời ơi. Nó to mà ngập tay Hiền luôn nè cả nhà thấy không? Đây. Thấy không? Quá trời to ngập tay luôn nè. Trời ơi.
đây nhà Hiền mà Hiền còn phải là hả tự hào cả nhà. Trời ơi, Hiền thấy ha, cây mận cũng quá trời trái, cây ổi cũng quá trời trái, nó không Hiền hơn sao á. Ôi cái trái này to nè, trái này chắc 350 gram, 400 gram nhiều quá là nặng lắm luôn á, cầm nặng tay mà nó to vậy ha. Ôi ôi mấy trái, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha cả nhà ha, 10 trái rồi. Đây để Hiền quay cho cả nhà xem rõ ha. Đó, 11 trái. Ở đây không biết cầm nổi không. Ấy. Rồi, bỏ xuống đi. Không nổi rồi, tại trái to quá. Như mấy trái nhỏ thì mình hái vài trái đợt được, mấy trái to khó quá. Đây nè cả nhà. Ôi ôi. Mấy trái quá trời to luôn. Nó đang trái nha cả nhà. Ồ, trái này cũng vừa, cũng to đó cả nhà. Mà thôi dạng vừa. Đấy. Tiếp theo vô cái bộ sưu tập. Ôi ôi quá trời trái luôn. Nãy giờ suy nghĩ hôm nay hái quá trời mà toàn là to to không mà có Hiền nghĩ không biết cái này có nên hái không nữa. Nhưng mà thấy nó chín quá trời không hái cũng không được. Nên hái luôn hả cả nhà. Quá trời to luôn nè, thêm một trái cực kỳ siêu to khổng lồ. Trái này Hiền đoán chắc ở 300-350 gram. Nãy giờ được nhiêu trái vậy hả cả nhà? 1 2 3 nè. 4 5 6 7 8 9 11 12 13, 13 trái cả nhà. Quá trời luôn nè. Hiền mê nhất là mấy trái kiểu này nè. Ngon lắm luôn á. Mấy trái càng to thì càng thích. Nhưng mà nhỏ to gì nó cũng ngon à. Nhưng mà có đều to thì nó thích con mắt hơn ha. Ở trên đây có con trái này mà cũng hôm nay cũng phải hái rồi tại vì nó chín quá trời nè cả nhà. Này vậy là hôm nay Hiền hái 14 trái hết cả nhà ha. Nhà thấy không? Nó chín quá trời không hái không được nè. Đó. Độ chín này là hoàn hảo rồi. Đó vậy là hôm nay 14 trái tổng cộng cả nhà nhìn nè. Trời ơi quá trời luôn nè. Ê cả nhà ơi. Hiền hái xong cái. Ôi trời. Trời đất ơi. Trời đất. God that the hand. Rồi. Bây giờ Hiền hái xong cái Hiền trong Chris ổng xem nè. I think you like this one. Ông thích Chris á. Là ông thích mấy trái chín chín nè. Đó. Con ơi con. Này, ổng ăn nè, hai cha con ăn luôn. How is it, Daddy? Is that the one, the flavor that you like? Mm. Oh, good man. Perfect. Perfect. So that's perfect. Mm. I smell honey. Is it? Mm. Ông Chris không thích mấy cái trái chín chín á. Cái trái này là Hiền thấy chín nhất trong đám nè. Là Hiền nghĩ ông thích nè. Còn Elwood thì nào cũng thích hết trơn á. Ôi cô ổng khen cơ, ổng khen cơ. Wow, that's way better. Hey, ổng thích ăn chín cả nhà. So you like it more than crunchy like me? Yeah, that's the best. Oh, khoái ăn chín cả nhà ơi. More flavor, real more tasty. Flavor. It's like real sweet. Mm. Especially around here. Yeah, is it? Oh, around there. Gần cái khúc này là ổng nói là ngọt nhất nè. Còn con thì sao? Con thấy ngon không? Mm, you try around the bottom there. It's okay. Really tasty. Để thử coi. Ông nói ở dưới khúc dưới này nè. Oh. It's like fruity. Mm, I see. That's really sweet. Mm, that's so sweet. The sweetest ever I've tasted. That's like eating a lolly. Isn't it? Mm. Lolly. Mm. Are you and Daddy eating lolly? Ngon quá à. Nó ngọt dễ sợ mà nó thơm. Vậy là Hiền nghĩ ông Chris ông sẽ thích ăn ổi mềm. Còn Hiền thì lại thích ăn ổi giòn. You know there's a type of guava that is soft, very sweet and strong film. Like that? Yeah. What's the point of that one? I think you like that one, Chris. Mm. All right. You want to give a bite and see if the girls will want to have some. Mm. Yeah. Thử xem coi mấy em chuột này có ăn ổi không. Ủa, cho chuột cái con. Cho chuột nó ăn thử coi.
Con là chuyên gia ăn vỏ giờ cho ruột coi, cho chuột ăn chuột nó sẽ nói chuột đã quá. Nè có. Đó. Bà mở chuồng nè. Trời nó chạy. Kìa kìa con. Cho ba kêu cho miếng ổi á. Coi nó ăn không cơ. Bảo đảm ăn. Trời ơi cái bà trắng này bà tửng cái gì. Cái bà trắng bà tửng. Đó. Có ăn không? Look they smell it. Ăn không mấy mấy đứa con gái. They don't remember from the small one. Ừ. Rồi em quýt cho luôn rồi kìa. Em nói trái này nhỏ thôi cho nó ăn luôn đi mẹ. Rồi con cho nó đi. I'm sure they'll eat it, right? Coi cái gì? Coi nè. You see? Look, she loves it. Yes, it. She said an organic. Organic fruit, girls. Organic is the best rider. So tasty. Đây nè cả nhà. You carry this for that? Oh, what? Can you carry this? Yeah, hiện giờ có thêm hai thành viên. Too heavy for that. Look, daddy. She check to see if she can sneak out. The white one. Love it. Look. Look, you love it. And this one's like, can I hide? He's here. Ngon không con? Ăn ngon không con? Ngon ha. Look, she loves it. She's a second. Trời ơi, em ăn ngon lành luôn rồi cả nhà. Quá trời ngon mà. Chỗ ta ăn ngon cái. Cái ông này lại tí à. Ngon không con? Ăn ngon không? Ăn đi con. Sắp hết mùa thôi con gán con ăn đi. Tại vì rước con về cái lúc mà ổi là sắp hết mùa rồi. Con ăn đi để hôm thôi mốt không có ăn á. Năm sau mới tới mùa tiếp. Ăn đi con. Ok ok. Dễ thương hết cả nhà ha, giống như con heo con vậy. Và anh chàng này vẫn đang ăn một cách thật là rơm rã. You're gonna finish that rider. Come on, it's raining. All right. Oh, mưa. Đây bây giờ trời mưa cho nên cả nhà bước vô đây luôn nè cả nhà ơi. You're gonna finish that. Easy. Easy. Easy thôi. Cái trái này nó ngọt mà nó that's really sweet. This is the best guava I've ever had. I haven't had many guava but I really like guava now. Yeah. Oh. Got a compliment on wife skill, right? Wife Roman skill. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của gia đình Hiền. Hiện là cả nhà phim sau ngày mai. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt vui. Bye bye đã. Edward, bye đi con.